Việt Nam đang chuẩn bị đưa ra các quy định mới yêu cầu các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung mà họ cho là bất hợp pháp trong vòng 24 giờ. Ba người nắm rõ vấn đề này nói với hãng tin Reuters trong điều kiện ẩn danh. Những quy định sửa đổi này sẽ càng củng cố Việt Nam thành một trong những chế độ khắt khe nhất thế giới đối với mạng xã hội và tăng cường sự kiểm soát của Đảng Cộng sản cầm quyền trong lúc chính quyền đàn áp các hoạt động bị xem là chống phá nhà nước, Reuters nhận định. Khung thời gian 24 giờ để gỡ bỏ nội dung và dịch vụ bất hợp pháp sẽ không có thời gian ân hạn, trong khi các buổi phát trực tiếp bất hợp pháp phải bị chặn trong vòng 3 giờ. Nếu không tuân thủ, các mạng xã hội có thể sẽ bị cấm ở Việt Nam. Các công ty mạng xã hội cũng đã được thông báo rằng các nội dung có hại cho an ninh quốc gia phải được gỡ xuống ngay lập tức, theo các nguồn tin ẩn danh nói với Reuters. Hiện tại, các nền tảng mạng xã hội thường có vài ngày để xử lý các yêu cầu từ chính phủ Việt Nam, các nguồn tin cho biết. Các quy định sửa đổi này hiện vẫn chưa được công bố, dự kiến sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký vào tháng sau và có hiệu lực từ tháng 7. Các nguồn tin nói với Reuters không muốn được nêu danh tính do sự nhạy cảm của vấn đề. Các Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Việt Nam với dân số 98 triệu người, nằm trong số 10 thị trường hàng đầu của Facebook với số lượng người dùng vào khoảng từ 60 đến 70 triệu, theo dữ liệu của công ty năm 2021. YouTube có 60 triệu người dùng tại Việt Nam và TikTok có 20 triệu, theo ước tính của chính phủ năm 2021.